Sau 31 tiếng đồng hồ, vượt gần 150 hải lý, cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cứu nạn thành công tàu cá và 17 ngư dân thuộc huyện Quỳnh Lưu gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Sóng gió, bóng tối, đêm đen, tất cả không ngăn được ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của người lính thủy biên phòng có mặt kịp thời để ứng cứu khi người dân cần đến. Biển lúc đó là đang cấp 5, cấp 6, nhưng mà các anh em đồng đội biên phòng rất là nhiệt tình và hết sức là cố gắng để chạy cho con tàu thật nhanh để ra để ứng phó, để cứu anh em ở tàu. Đó chỉ là một trong rất nhiều những lần vượt sóng cứu nạn của cán bộ chiến sĩ biên phòng Hải đội 2. Những công việc dường như chỉ có bão tố, sóng biển mới nhìn thấy, nhưng đã mang trong mình nghiệp lính thủy biên phòng. Họ luôn vì nhiệm vụ của đơn vị, vì nhân dân, sẵn sàng lên tàu, ra biển. Trong cái điều kiện mà để ra mà thực hiện công tác cứu nạn thì cái khó khăn lớn nhất đó là do cái điều kiện thời tiết. Lúc bây giờ sóng to, gió lớn ở cấp 7. Hai là điều kiện phương tiện, nhất là phương tiện thông tin. Việc theo dõi để liên lạc với nhau rất là còn khó khăn ở trên biển, đặc biệt là qua sóng điện thoại. Mỗi khi nhận được thông tin người dân cần cứu hộ cứu nạn, anh em đều sẵn sàng lên đường để kịp thời làm nhiệm vụ giúp dân. Cùng với chuẩn bị tốt các phương án, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ luyện tập theo từng tình huống tìm kiếm cứu nạn, Hải đội 2 đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân khi hành nghề trên biển. Cơ hội tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu về đánh bắt, để bảo vệ, trước tiên là đảm bảo về chủ quyền biển đảo, sau thì về ngư trường, đảm bảo cái quy trình của luật thủy sản hiện nay. Từ đầu năm đến nay, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cứu nạn thành công 9 phương tiện tàu cá và 75 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Vất vả, hiểm nguy, nhưng những người lính quân hàm xanh nơi đây luôn thấy vui và hạnh phúc vì đã mang lại niềm tin và sự bình yên cho các ngư dân khi hành nghề trên biển.